Rồi chào mọi người nha, hôm nay mình sẽ làm một video để nói về cái cách hoạt động của động cơ nha các bạn. Thì cái này là động cơ Winner, nhưng mà thật ra những cái động cơ mà 4 kỳ ấy thì cái cách hoạt động của nó cũng tương đương như thế này các bạn. Có thể người ta sẽ thiết kế thêm, có thể là trục cam không bật đạn, có thể là trục cam bật đạn, một trục cam, hai trục cam, hoặc là cái cam nó có thể biến thiên hay là bất cứ một cái gì đó. Cái đấy là những cái nâng cấp thêm thôi, còn cái nguyên lý chung thì nó vẫn như nhau nha các bạn. Cho nên mình sẽ nói để cho các bạn hiểu hơn về cái cách hoạt động của động cơ này. Thì ở trên cái động cơ này của chúng ta thì nó có 4 kỳ nha các bạn. Kỳ hút, kỳ nén, kỳ nổ và kỳ xả. Thì ở trong bốn cái chu kỳ đó thì chỉ có một cái kỳ nổ, đó chính là cái kỳ tạo ra động năng thôi, còn ba cái kỳ kia thì nó sẽ không tạo ra động năng nha. Cho nên nó có rất nhiều cái biến số nó ảnh hưởng tới. Nhưng mà bây giờ mình sẽ nói tới những cái phần chi tiết mà đơn giản nhá thôi, để cho các bạn dễ hiểu nhá thôi. Còn cái động cơ này, ví dụ các bạn học mà biết chuyên sâu về nó thì các bạn học phải tính bằng tháng, bằng năm, chứ trong những cái video ngắn gọn như thế này thì sẽ không biết hết được đâu các bạn. Và mình thì cái kiến thức nó cũng có hạn thôi, mình cũng chỉ truyền tải những cái hiểu biết của mình thôi, hy vọng mình sẽ giúp ích cho các bạn nha. Thì chu kỳ đầu tiên đó chính là chu kỳ nạp nha các bạn. Khi chúng ta khởi động động cơ thì cái trục cơ chúng ta sẽ quay và nó sẽ kéo piston đi xuống. Và khi piston đi xuống như vậy thì nó sẽ tạo ra một khoảng chân không, và cái số bắp xăng của chúng ta bắt đầu mở ra đúng không? Thì nó sẽ hút không khí và cái nhiên liệu vào nha. Thì cái không khí và cái nhiên liệu này người ta gọi là tỷ lệ hòa khí các bạn. Cái tỷ lệ hòa khí tiêu chuẩn của hãng mà người ta đưa ra thì là 14.7:1 nha các bạn. 14.7 phần khí hòa trộn với 1 phần nhiên liệu. Thì tại sao lại là 14.7:1? Thì với cái tỷ lệ nhiên liệu này, 1 phần tử không khí nó sẽ triệt tiêu với 1 phần tử xăng, và nó sẽ triệt tiêu hoàn toàn với nhau và nó sinh công tối đa nhất nha. Đấy là một cái tính toán thôi, nhưng mà khi mà thực sự ở trong cái động cơ của chúng ta hoạt động ấy thì nó sẽ không có hoạt động theo cái cách đó. Nhiều khi cái áp suất của chúng ta nó giảm, áp suất của chúng ta nó bị tăng lên, nó có nhiều biến động các bạn. Cho nên là xăng nó sẽ không bao giờ chính xác được 14.7:1 đó. Như kiểu ở trên động cơ mà mình dyno được, mà mình lấy được kết quả xăng ấy, thì ở những vòng tua thấp thì hãng người ta điều chỉnh nó có khoảng tầm 13-15:1. Đó, tỷ lệ AF của nó như vậy. Nhưng mà tới ga cuối thì nó có khoảng trung bình khoảng 13.2. Thì tùy cái biến động của động cơ mình, cái lực tải ra sao thì cái lượng phun xăng thì của nó thì nó phải đáp ứng phù hợp, chứ nó không phải là đơn thuần là 14.7:1 nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ ví dụ nha. Nếu mà cái hãng người ta sản xuất, người ta đã tính toán là cái phần khí hòa trộn với phần nhiên liệu như vậy là ok rồi ấy. Khi mà mình cho nhiều nhiên liệu hơn ấy, thì những cái phần tử nhiên liệu nó sẽ nhiều hơn. Và khi oxy nó đã cháy hết rồi, nhưng mà nhiên liệu nó vẫn đang còn mà nó không còn oxy để nó đốt cháy nữa ấy, thì nó sẽ dư nhiên liệu và nó sẽ thải ra ngoài, nó sẽ gây ô nhiễm môi trường, với cái hiệu suất động cơ của chúng ta sẽ không ok. Và khi chúng ta cho ít xăng đi ấy, ít nhiên liệu đi ấy, thì khi nó đốt cháy cái tỷ lệ hòa khí đó, cái nhiên liệu của chúng ta đã cháy hết rồi nhưng mà cái khí oxy nó vẫn đang còn, thì cái hiệu quả đốt cháy của nó không được tuyệt đối thì nó cũng sẽ không ok, thì nó cái hiệu suất của chúng ta nó sẽ bị giảm đi. Cho nên là cái tỷ lệ A/F này nó cực kỳ là khó nha các bạn, chứ không phải là các bạn cứ nghĩ là cho nhiều xăng vô là nó sẽ chạy ok đâu. Nhiều khi các bạn cho nhiều xăng vô, cái động cơ của chúng ta hoạt động nó không tốt nữa, nhưng mà nó lại tiêu hao nhiên liệu không cần thiết nha các bạn. Nếu mà trên xe mà mình đã map lại đúng không, hoặc là những cái xe mà làm trái lớn hơn ở A/F ấy, ở những giải tua thấp thì mình sẽ cho nó khoảng từ 13.2-13.8 nha các bạn. Nó sẽ dao động ở đó, nó sẽ không bao giờ tuyệt đối là 13.2 đâu các bạn. Cái động cơ của mình nó biến động thì nó sẽ không bao giờ chuẩn được một mức xăng như vậy, cho nên mình sẽ chỉ có điều chỉnh cho nó dao động trong cái khoảng đó là ok. Và ở những cái giải cái tua cao ấy, nó cần nhiều nhiên liệu hơn ấy, thì mình sẽ cho nó tầm 12.5-13 chấm nha. Tùy nữa các bạn, nếu mà xe zin thì từ 12.8-13.2, còn nếu mà xe độ mà nén cao hơn thì mình sẽ cho từ 12.5-12.8. Thì tùy kinh nghiệm mà cách căn thôi. Nếu mà nén căng hơn mà các bạn cho nhạt nhiên liệu quá nó sẽ dễ có rủi ro lúc B đúng không? Rồi, khi mà nó hút được một cái lượng hòa khí vô phù hợp rồi thì tiếp theo sẽ tới là chu kỳ nén nha các bạn. Bốn cái van của chúng ta nó sẽ đóng hết lại luôn, và cái piston bắt đầu đi lên thì nó nén cái hòa khí đấy lại. Và khi piston của chúng ta gần tới điểm thượng nha các bạn, nó cách điểm thượng có khoảng tầm 7 độ. Chu kỳ của một vòng quay trục khỉu của chúng ta, cái dên của chúng ta là 360 độ, thì còn 7 độ nữa bắt đầu piston lên tới điểm thượng ấy, thì nó sẽ khởi phát ra một tia lửa. Để làm sao khi mà nhiên liệu đấy nó cháy hoàn toàn thì cái piston của chúng ta nó sẽ nằm ở cái phía mà trục khỉu nó đi qua điểm chết trên góc cũng khoảng tầm 10 độ. Tại sao nó là góc 10 độ và tại sao nó phải đốt cháy trước như vậy? Thì khi trục khỉu chúng ta quay nó sẽ có một cái tốc độ, và cái thời gian cháy của nhiên liệu nó cũng có cần thời gian nha các bạn. Nếu các bạn đốt cháy ở bên ngoài các bạn sẽ thấy nó phực liền, nhưng mà thực sự nếu mà các bạn quay chậm lại đúng không, thì các bạn sẽ biết là nó có một cái khoảng thời gian để nó cháy hết cái nhiên liệu đó. Giống như cả ánh sáng nào mình bật nên nó sẽ sáng liền, nhưng mà thật ra nó vẫn có tốc độ. Cho nên là khi mà nó khởi phát tia lửa thì cái nhiên liệu này nó cháy hoàn toàn ấy, thì nó sẽ nằm ở góc 10 độ sau điểm chết trên. Và tại sao lại là góc 10 độ sau điểm chết trên? Thì khi mà cái góc 10 độ đó, cái dên của chúng ta nó đã gật về phía này đúng không? Khi nhiên liệu nó cháy hoàn toàn, nó đẩy piston của chúng ta xuống thì nó sẽ tạo ra một cái chu kỳ vòng quay dễ hơn nha. Và ví dụ mà nó cháy hoàn toàn mà khi mà cái piston của chúng ta chưa tới điểm chết trên ấy, nó sẽ gây róc máy rồi, nó sẽ gây rung máy rồi các kiểu đó các bạn.
nó cháy hoàn toàn ở cái góc 10 độ này, nó đẩy cái cây diên xuống thì nó sẽ tạo ra một cái hoạt động quay tròn và nó sẽ tạo ra sinh công tối đa nhất các bạn. Thì cái góc đánh lửa và cái tỷ lệ hòa khí thì mình sẽ nói về một cái video riêng luôn nha các bạn, tại vì những cái đấy là rất quan trọng. Cái này mình chỉ nói khái quát sơ qua cho các bạn hiểu vậy thôi. Thì cái chu kỳ nổ này ấy, nó tạo ra động năng được nhiều hay không ấy, là nó liên quan tới hai thứ nha các bạn. Một là cái dung tích của cái xi lanh, hai là cái tỷ số nén của động cơ. Nếu mà dung tích xi lanh của chúng ta càng lớn ấy, thì nó sẽ tạo ra động năng càng nhiều, và cái tỷ số nén của chúng ta càng cao ấy, thì nó sẽ tạo ra cái áp lực nổ càng lớn thì nó sẽ tạo ra động năng càng lớn nha. Nhưng mà cái giải pháp mà tăng tỷ số nén ấy thì nó sẽ rất nguy hiểm nha các bạn. Nếu mà tỷ số nén nó rất là căng ấy thì tới một mức độ nào đó nó sẽ gây kích nổ sớm nha. Nhiều khi mà tỷ số nén căng quá mà các bạn ép máy mà nó kêu cọc 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 đó, đó chính là cái động cơ chúng ta đã bị kích nổ sớm. Khi mà cái lực nén của nó quá căng ấy thì nó sẽ tạo ra cái áp suất và cái nhiệt độ cực cao, nó sẽ không cần tia lửa buji và nó sẽ tự động kích nổ nha các bạn. Và khi mà nó tự động kích nổ như vậy thì cái nhiệt độ của nó cực cao luôn, và nhiệt độ cao như vậy thì nó sẽ dễ gây chảy đầu piston. Và khi mà nhiệt độ cao như vậy thì cái trái piston của chúng ta nó sẽ bị nở ra và nó sẽ bó vào thành vách của cái lòng và nó sẽ bị lúp bê lại. Khi mà độ xe thì người ta sẽ có hai phương pháp, một là người ta sẽ làm cái trái lớn hơn, hai là người ta sẽ tăng cái tỷ số nén lên. Nhưng mà theo kinh nghiệm của mình thì chúng ta nên lên trái nha các bạn. Thay vì các bạn đi cái trái nhỏ mà nén căng ấy thì các bạn lên trái lớn hơn một chút, nhưng mà nén thấp thì cái động cơ của chúng ta sẽ an toàn hơn nhiều. Rồi khi ở cuối chu kỳ nổ, piston đi xuống hết cỡ thì cây xúc bắp xăng của chúng ta sẽ đóng lại và cây xúc bắp xẻ sẽ mở ra để đẩy cái lượng hòa khí đã cháy hoàn toàn ra bên ngoài nha các bạn. Và nó xong 4 chu kỳ và nó sẽ bắt đầu lại những cái chu kỳ mới. Rồi tiếp theo mình sẽ giải thích cái phần nã piston này một chút. Ở trên trái piston này là các bạn cũng biết là lắp phải đúng chiều đúng không? Nó phải có cái chiều hở nhiều ở bên dưới mà cái chiều hở ít ở bên trên. Các bạn phải lắp đúng chiều. Tại sao chúng ta phải cần phải lắp đúng chiều như vậy? Để cho cái hoạt động trục cơ của chúng ta sẽ tối ưu hơn nha các bạn. Khi mà cái cây dên của chúng ta đang đi lên đúng không? Đó. Thì cái chu kỳ nổ nó nằm ở đây. Nếu ví dụ mà cái áp piston của chúng ta nằm xịch kiểu xuống bên dưới ấy, hoặc là nó nằm ngay tâm ấy, cái hiệu quả quay nó sẽ không tốt, tại vì nó sẽ tác động lực thẳng vào cái tay dên. Nhưng mà khi cái áp chúng ta dời lên trên một chút ấy, thì cái tay dên của chúng ta sẽ xéo nhẹ lên một chút, và khi cái lực nổ nó tác động để nó đẩy cái cây dên xuống ấy, thì nó sẽ có một cái thế xéo chéo như thế này này, nó đẩy cái hành động quay tròn của chúng ta nó sẽ dễ hơn. Tuy nó không nhiều đâu các bạn, nhưng mà mỗi cái chi tiết người ta tính thêm một tí như vậy thì nó sẽ ok hơn. Nói chung mình là thợ sửa xe thôi, nhưng mà mình cũng phải biết những nguyên tắc đó để mình lắp cho chính xác nha. Còn khi mà người ta thiết kế ra rồi, trình độ kỹ sư rồi các bạn, thì người ta đã tính toán rất là kỹ rồi. Mình thì cũng không cần phải tính toán lại. Mình là thợ thôi, mình chỉ cần hiểu cách hoạt động của nó, nguyên lý hoạt động của nó. Thì khi mà mình sửa chữa rồi mình điều chỉnh cái xe thì nó sẽ dễ dàng hơn nha. Chứ còn thực sự nếu mà kiến thức các bạn có thì nó cũng chỉ là 50% thôi. Tại vì khi mà các bạn va chạm thực tế thì nó sẽ còn nhiều vấn đề khác nữa. Tại vì bên gia công người ta làm có chính xác hay không, rồi dên nó có bị nhảy hay không, piston nó có bị nặng hay không, chất lượng piston nó ra sao, cái chất lượng bộ bạc ra sao, chất lượng xăng ra sao, rồi tất cả mọi thứ liên quan nó đều tập trung vào đây hết. Cho nên là khi các bạn hiểu nguyên lý đầy đủ ấy thì các bạn sẽ có một cái đường bước các bạn đi, rồi các bạn làm xe cho nó dễ hơn đúng không? Nhưng mà thật ra là nó sẽ vẫn vật nha, nó vẫn vật mình. Nhưng mà trong quá trình vật ấy thì mình cũng sẽ hiểu được cái nguyên tắc và mình sẽ dựa theo đó mình làm thì nó sẽ ok hơn. Còn hơn là mình không biết gì cả là mình làm một cái xe nó sẽ rất là khó và mình cứ mày mò như vậy thì mình sẽ không ra đường lối rồi các bạn. Cho nên là nếu mà các bạn chỉ có hiểu cái nguyên lý thôi thì các bạn áp dụng vào thực tế cũng sẽ rất khó khăn. Nhưng mà nếu mà làm thực tế mà các bạn không có nguyên lý ấy, thì nó cũng sẽ rất là cực. Rồi cái video này thì mình làm ngắn ngắn sơ sơ thôi. Rồi mai mình sẽ quay những video khác cho các bạn xem.